Chương 20. Kỳ thật trước khi thái tử tới cũng không có gì khác thường. Vệ Uẩn chỉnh đốn lại cảm xúc, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Từ năm 11 tuổi, ta bắt đầu vào quân ngũ. Tuy rằng rất ít khi ra tiền tuyến, nhưng cũng biết rõ sự vụ trong quân. Sau khi chúng ta tới tiền tuyến, từng đánh chính diện Bắc địch một lần, trục xuất Bắc địch ra ngoài thành. Sau đó, hai bên tiến vào thế giằng co, rất ít khi giao chiến. Phụ thân quen hận trọng, ông ấy từng nói: Bắc địch từ xa tới đánh, lương thảo khó kiếm, chúng ta chỉ cần thủ thành không ra là được. Sở Dù gật đầu, nàng năm đó cũng có nhiều hiểu biết với tác phong dẫn binh của các tướng lĩnh, tác phong của Vệ Trung xác thực là vậy. Vệ Uẩn tiếp tục nói, giằng co không quá 7 ngày, thái tử tới tiền tuyến, cầm thánh chỉ bổ nhiệm giám sát quân đội. Thái tử từng nói, hiện giờ quốc khố trống rỗng, cần tốc chiến tốc thắng, nhưng phụ quân vẫn chưa đồng ý, hai người từng tranh chấp ở trong lều trướng. Nhưng phụ thân cố chấp không chịu xuất binh, thái tử không có cách nào. Ngược lại, mọi người yên ổn sống với nhau không có chuyện gì. Sau đó ít ngày, Diêu Dũng tới Bạch Thành. Vì sao Diêu Dũng lại đến Bạch Thành? Sở Dù nhíu mày, Diêu Dũng vốn là thống soái Thanh Châu, Bạch Thành cố thủ cũng không có áp lực, vì sao Diêu Dũng lại xuất hiện ở đó? Vệ Uẩn lắc đầu. Cấp bậc của ta không đủ để biết, nhưng ta kiểm kê lương thảo, quản lý của cải. Biết được lúc đó Diêu Dũng âm thầm dẫn theo 9 vạn tinh binh lại đây. Quân đội của hắn không tiến vào Bạch Thành đóng quân, ngược lại ẩn nấp ở xung quanh. Sở Dù phán đoán, tinh tế phát hiện ra manh mối. Đời trước, cuối cùng Vệ Uẩn xách đầu Diêu Dũng đi gặp Hoàng đế. Có thể thấy việc này có trăm nghìn mối liên hệ với Diêu Dũng. Trong lúc Vệ Trung thủ thành, Diêu Dũng âm thầm dẫn binh tới Bạch Thành. Mà Vệ Trung rõ ràng là biết, ngay cả Vệ Uẩn cũng biết. Nói cách khác, khi đó Vệ Trung không định cố thủ, ông và Diêu Dũng chắc chắn cùng nhau bố trí gì đó. Sở Dù nâng tay, ý bảo Vệ Uẩn tiếp tục. Vệ Uẩn một mặt nhớ lại, một mặt suy tư. Sau đó Bắc địch tới khiêu chiến. Ngày đó giao chiến trước cửa thành, quân lính Bắc địch nhanh chóng tan rã. Phụ thân dẫn binh tiến lên, ta nghe được vội tiến đến ngăn cản. Bắc địch gan dạ, tuyệt đối không có khả năng tan vỡ nhanh như vậy. Nhưng phụ thân lại không ngừng bỏ ta yên tâm, còn nói nhị vương tử Bắc địch ở đó, muốn bắt về lập công lớn. Vì sao phụ thân biết nhị vương tử ở đó? Sở Dù nhanh chóng hỏi lại, Vệ Uẩn mím môi, rõ ràng là không biết. Khi Sở Dù hỏi lại mới phát hiện ra có điều không đúng. Bắc địch hiện giờ chưa lập người kế vị, nhị hoàng tử là người quyền thế lớn nhất, có thể lên làm thái tử. Hắn không phải tướng lĩnh, đến quân doanh cũng giống như thái tử tới giám sát quân ngũ, che giấu rất ít người biết. Từ đâu Vệ Trung lại biết được tin tức cơ mật như vậy? Nhưng thời gian cấp bách, Sở Dù cũng không kịp nghĩ, chỉ nói. Đệ nói tiếp đi. Phụ thân sai ta chạy đi kiểm kê lương thảo, rồi dẫn theo vài vị ca ca chia làm hai đường ra ngoài. Một đường truy địch, một đường cản phía sau, đợi đến ban đêm. Giọng nói Vệ Uẩn nghẹn ngào, nhất thời không nói được nữa. Sở Dù cách lán gỗ vươn tay ra vỗ vai chàng. Nàng không giỏi an ủi, bởi vì nàng từng được an ủi nhiều lần. Nàng hiểu lời nói có bao nhiêu yếu ớt vô lực. Con đường đều phải do chính mình đi, đau khổ đều do chính mình chịu đựng. Nàng chỉ có thể vỗ vai như vậy, bày tỏ một phần tâm ý vỗ về của mình. Vệ Uẩn ngẩng đầu cười, vội nói. Ta không sao, đại tẩu không cần lo lắng. Vừa nói đến chỗ nào nhỉ? À, đợi đến đêm, Diêu Dũng sai người tới truyền tin cho ta, nói bọn họ bị mai phục, bảo ta đến tiếp viện. Nói xong, Vệ Uẩn cười khổ. Nhưng binh lính trong thành đều đi ra ngoài, chỉ còn lại 5.000 thủ thành, ta tiếp viện thế nào? Giọng nói Vệ Uẩn trào phúng. Chính xác là nhặt xác thôi. Binh mã Diêu Dũng đâu? Giọng nói Sở Dù chứa hàm ý, Vệ Uẩn bình tĩnh nói. Ông ta nói ông ta truy kích một đoàn binh mã khác, đến khi quay lại, phụ huynh đã trúng mai phục. Ông ta còn nói, ông ta và thái tử đã nhiều lần nói với phụ thân, không thể tùy tiện truy kích tàn binh. Có Diêu Dũng đuổi theo đã đủ rồi. Lần này, tất cả trách nhiệm là do phụ thân không nghe khuyên bảo. Vệ Uẩn nói xong, chậm rãi siết chặt nắm tay. Trong lòng ta biết việc này có khác thường, cho nên ta cố ý quay lại Bạch Đế Cốc. Tẩu biết ta ở quanh thân núi nhìn thấy gì không? Tại dãy núi bên cạnh Bạch Đế Cốc, tất cả đều là dấu chân binh mã. Sở Dù vội ngẩng đầu. Đệ có ý gì? Tẩu cũng biết, quân đội tuyển quân mua ngựa đều tuyển chọn gần đó.
Bởi vậy chiến mã quân đội các nơi đa phần không giống nhau. Ví dụ như quân đội Vệ Gia chủ yếu ở phương Bắc, cho nên ngựa sinh sản nhiều ở Hà Lăng, thân hình cao lớn, chạy nhanh nhưng sức chịu đựng không tốt. Mà ngựa trong quân Diêu Dũng đến từ Thanh Châu. Ngựa Thanh Châu đa số thấp bé, móng chân so với ngựa Hà Lăng nhỏ hơn một vòng. So với ngựa Bắc Địch lấy ở Bắc Quan càng khác nhau như trời với đất. Cho nên, nói trắng ra là để thế vòng dấu chân đế cốc bên cạnh lưu lại là quân Diêu Dũng từ Thanh Châu. Vệ Uẩn gật đầu, trong mắt đều là lạnh lẽo. Ta không biết một vòng dấu chân từ nơi nào tới. Ta không biết ông ta đuổi bắt quân đội Bắc Địch rồi quay lại Bạch Đế Cốc nên lưu lại dấu chân, hay là từ lúc bắt đầu vẫn ở đó. Nhưng ta biết chuyện này chắc chắn kỳ quái. Tội này của Vệ Gia không điều tra triệt để, ta không nhận. Sở Dù suy nghĩ không lên tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Vãn Nguyệt: Thiếu phu nhân, đã đến giờ rồi, ra ngoài thôi. Trận chiến này Diêu Dũng tổn hết bao nhiêu người? Sở Dù hỏi một vấn đề cuối cùng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vệ Uẩn lập tức nói: Nhìn ra không đến 1 vạn, nhưng ông ta báo hơn 3 vạn. Sở Dù gật đầu đứng dậy nói: Chờ tin tức của ta. Dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác. Trước khi Ngục Tốt tiến vào đuổi người, nàng nói với Ngục Tốt: Đại nhân không cần thúc giục, thiếp thân rời đi ngay. Tẩu tử! Vệ Uẩn dồn dập lên tiếng. Sở Du quay đầu lại, thấy hai tay thiếu niên nắm chặt lan gỗ, ánh mắt dừng trên người nàng, đôi mắt trong suốt chứa đựng lo lắng. Sở Du yên lặng nhìn chàng. Vệ Uẩn giống như có vô số lời muốn nói, nhưng khi ánh mắt nàng điềm tĩnh dừng trên người chàng, cái gì cũng không nói lên lời. Cuối cùng chàng chỉ nói: Tẩu tử, đây là chuyện nam nhân Vệ Gia chúng ta, tẩu cần phải suy nghĩ cho bản thân mình. Lời này chàng nói gượng gạo, lúc nói chàng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc vừa mới 14 tuổi, đối mặt với gió mưa này, chàng cũng sợ hãi, cũng bất an. Tưởng tượng khi chính mình đối mặt với tất cả, nghĩ đến nữ nhân cho chàng sự an toàn và điềm tĩnh cũng bỏ chàng mà đi, trong lòng chàng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, chàng dù sao cũng là nam nhân. Khi chạm đến đôi mắt như làn nước mùa thu của nàng, Vệ Uẩn tự nói với chính mình: Chàng là sống lưng của Vệ Gia, sống lưng này phải chống đỡ bầu trời bên trên, bảo vệ người dưới mái hiên này. Cho dù chàng có thù lớn chưa trả, có oan khuất chưa rửa, cho dù chàng có tương lai tươi sáng, có tuổi xuân rạng người, cũng nên do chàng tự mình tranh lấy. Mà nữ nhân của Vệ Gia chàng nên được chàng che dưới mái hiên, không dính mưa gió, không thấy ưu phiền. Chỉ cần mỗi ngày vui vẻ hỏi nhà ai có son phấn tốt, nhà ai có trang phục quý nữ thịnh hành ở Hoa Kinh, như khi phụ huynh chàng còn sống vậy. Ánh mắt chàng kiên định nhìn Sở Du, nhưng nghe xong lời này, Sở Du lại cong cong khóe miệng, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Những lời này, chờ đệ lớn lên rồi lại nói với ta. Nói xong, nàng cười khẽ lên. Đệ hiện giờ vẫn là đứa trẻ nhỏ, đừng sợ, tẩu tử che chở đệ. Chương 21. Nghe Sở Du nói xong, Vệ Uẩn hơi sửng sốt. Nàng không giống thiếu nữ trẻ tuổi mà tính toán đâu ra đấy. Thế nhưng cũng chỉ hơn chàng 1 tuổi, sao lại khác biệt nhiều đến thế? Chàng cảm thấy mình cần trưởng thành thật nhanh để chống đỡ Vệ phủ. Nàng cũng cảm thấy mình là trưởng tẩu, muốn che chở cho chàng đúng không? Vệ Uẩn nhìn bóng dáng Sở Du. Sở Du không phát hiện ra, nhưng Vệ Uẩn lại nhìn thấy rõ ràng vết máu xuất hiện sau lưng Sở Du. Nàng bị thương mà vẫn nén cười như cũ, giọng nói cũng không run rẩy vì đau đớn. Giống như ban ngày, nàng rõ ràng đã nhìn thấy quan tài trượng phu mình, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại như cũ mỉm cười nâng chàng dậy, bưng lên một ly rượu mừng thắng lợi cho chàng. Chuyện gì nàng cũng giấu trong lòng, hờ hững như không, dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất đối diện chàng, dùng cử chỉ im lặng nói với chàng: Không sao, tất cả đều bình an. Vì sao không nói thật với chàng? Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, toàn bộ đầu óc đều là vết máu trên lưng nàng, từ từ nhắm mắt lại. Xương đùi bị đánh bầm dập đau ê ẩm, nhưng trong lòng lại hiện lên một cơn đau đớn khác mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vì nhỏ yếu dẫn đến bất lực, không thể làm gì. Chưa có một khắc nào chàng khát vọng quyền thế như vậy. Trên đường mang theo phụ huynh trở về, chàng chỉ nghĩ điều tra rõ ràng chân tướng để rửa sạch oan khuất, làm như thế nào để trở thành trụ cột trong nhà, chống đỡ Vệ Gia. Nhưng mà vào lúc nàng mỉm cười nói ra câu kia: Tẩu tử che chở đệ, chàng mới hoàn toàn cảm nhận được mình nhỏ yếu vô lực. Chàng thậm chí còn không bằng một nữ nhân,
Nàng tuy rằng là tẩu tử chàng, nhưng cũng chỉ là tiểu cô nương hơn chàng một tuổi. Chàng muốn sống sót. Vệ Uẩn đột nhiên mở mắt, chàng biết rõ chàng cần phải sống sót. Đứng lên, chàng muốn trở thành người có thể che mưa chắn gió cho người khác. Chỉ cần chàng tồn tại một ngày, chàng tuyệt đối không cho phép Vệ gia lại trải qua đau khổ như hôm nay. Sở Du từ trong hiên lao đi ra, trong lòng suy ngẫm manh mối. Vệ Uẩn nói: Thái tử giám sát quân đội, Diêu Dũng là cậu của thái tử, tất nhiên là chịu sự chỉ thị của thái tử. Đi tới Bạch Thành, sau đó bí mật cùng Vệ Trung lên kế hoạch. Bởi vì nguyên nhân nào đó khiến kế hoạch thất bại, Diêu Dũng đem trách nhiệm thoái thác trên người Vệ gia, mà hoàng đế đại khái cũng biết. Sở Du ngồi trên xe ngựa, dùng ngón tay gõ đùi suy tư. Chuyện này hoàng đế cuối cùng mới biết, hay là vẫn luôn tham dự? Là hoàng đế khiến cho chuyện này thất bại, Vệ gia vì hoàng đế gánh trách nhiệm? Hay là thái tử để xảy ra chuyện này, hoàng đế muốn giấu giếm cho thái tử? Hay là hoàng đế vốn có lòng muốn diệt trừ Vệ gia? Không, không có khả năng. Sở Du nghĩ đến đáp án thứ ba, lập tức phủ định. Tạ thái phó đứng về phía Vệ gia, ông ấy biết nội tình nhưng vẫn trợ giúp Vệ gia, đủ để chứng minh hoàng đế cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt Vệ gia, thậm chí đối với Vệ gia có lòng áy náy. Nếu hoàng đế tính toán diệt trừ Vệ gia, Vệ Uẩn căn bản không thể trở về. Hoàng đế sẽ không lưu lại bất kỳ mầm mống Vệ gia nào. Chỉ cần không phải hoàng đế cố tình tính toán diệt trừ Vệ gia, vậy Vệ gia sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sở Du suy tư trở lại Trấn Quốc Hầu phủ, Tưởng Thuần còn đang đợi nàng. Sở Du thấy Tưởng Thuần, cười cười nói: Làm sao tỷ còn chưa ngủ? Muội không trở về, ta mong. Tưởng Thuần tiến lên đỡ nàng xuống. Hôm nay như thế nào? Có chút manh mối. Sở Du ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thuần. Những người khác trong phủ thế nào rồi? Trương Hàm và Vương Lam khóc thật nhiều, được khuyên trở về. Diêu Giác ở trong phòng mắng Tào Diễn trong chốc lát, hiện giờ đã ngủ. Tạ Cửu đợi ở linh đường, không biết trở về chưa. Lời nói của Tưởng Thuần có chút mỏi mệt, nàng ấy nói thêm câu: Hôm nay người của các nhà đều tới, cũng không biết nói chuyện gì. Sở Du gật đầu nói với Tưởng Thuần: Tỷ vất vả rồi. Ta vẫn còn ổn. Tưởng Thuần gian nan cười rộ lên: Đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng ngược lại muội. Tưởng Thuần thở dài: A Du, nếu không phải muội ở chỗ này, ta sợ mình. Lời nói chưa hết, nhưng Sở Du biết nàng ấy muốn nói gì. Đời trước nàng không ở đây, Tưởng Thuần đã sớm đưa ra lựa chọn. Nàng có thể thấy một chút nội tâm của nàng ấy. Sở Du dùng sức cầm tay Tưởng Thuần, khàn khàn nói: Ta ở chỗ này. Không nói nữa. Tưởng Thuần nén lại nước mắt sắp trào ra: Đi về ngủ trước đi. Tỷ đi trước đi. Sở Du cười cười: Tỷ cũng mệt mỏi một ngày, ngủ trước đến nửa đêm. Ta đến linh đường trông đèn bắt đầu, chờ tới nửa đêm về sáng tỷ lại qua đây. Tưởng Thuần do dự một lát, cuối cùng gật đầu, theo Sở Du đi một đoạn đường rồi trở về ngủ. Tưởng Thuần là người được việc, Sở Du đi ra ngoài nửa ngày, linh đường vệ phủ đã dựng xong xuôi, vệ phong được bố trí vào quan tài lần nữa, an ổn đặt ở linh đường. Sở Du thay một bộ quần áo khác đi vào trong linh đường, mới vừa tiến vào đã thấy một bóng người. Nàng mặc một thân y phục màu trắng, quỳ trên mặt đất, coi giữ phía trước đèn bắt đầu ở nơi thờ cúng trong linh đường. Đèn bắt đầu có 7 ngọn đèn dầu, theo như cách người đại sở nói, người sau khi chết phải được đèn bắt đầu chiếu sáng đường đến suối vàng. Đèn bắt đầu cần người nhà trông nom, 7 ngày đầu không thể tắt, nếu không người đó sẽ không tìm được đường đến suối vàng, trở thành cô hồn dã quỷ. Người vệ gia mới trở về nên đèn bắt đầu bây giờ mới được thắp lên. Sở Dụ đi vào linh đường, quỳ gối bên người nàng kia, nhẹ giọng nói: Cô ở đây. Ừ. Tạ Cửu nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt nhìn nàng. Đi gặp Tiểu Thất à? Gặp rồi. Tình hình như thế nào? Sở Du không lên tiếng, Tạ Cửu cũng không hỏi. Tạ Cửu biết Sở Du không yên tâm về mình nên nàng cũng không ép Sở Du. Nàng ấy yên lặng nhìn quan tài, giọng nói vững vàng: Hôm nay mẫu thân tới, nói với ta xin Tiểu Thất một phong thư phóng thê. Hiện giờ chưa xác định được thánh tâm, ta ở lại vệ phủ, bà ấy sợ ta sẽ cùng chôn theo vệ gia. Vạn nhất 7 vạn người kia là tội của vệ gia thật. Tội này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu cả nhà bị tịch thu tài sản chém đầu, ta phải làm sao?
Lần sau đi gặp tiểu thất, giọng nói Sở Du bình thản, ta xin giúp cô. Cô không sợ sao? Tạ Cửu quay đầu nhìn nàng, Sở Du không lên tiếng. Nếu là trước kia, nếu nàng chỉ là Tạ Cửu, đương nhiên là sợ. Thế nhưng sống lại một đời, cảm thấy chuyện sinh tử cũng không đáng sợ đến như vậy. Nhìn lại con đường đã đi qua, sẽ có nhiều can đảm hơn. Hướng chi, nàng biết rõ Vệ Gia năm đó không bị xử trảm cả nhà. Năm đó không có, hiện giờ nàng giúp đỡ như vậy, làm sao lại có? Nhưng mà những lời này nàng sẽ không nói ra. Tạ Cửu rũ mắt. Ta vốn tưởng rằng ta rất sợ, thế nhưng hôm nay nhìn chàng trở về, ta bỗng nhiên không sợ. Ta không muốn thấy chàng. Tạ Cửu thản nhẹ. Ta sợ thấy chàng, ta sẽ không muốn đi mà nghĩ đi theo chàng. Lúc còn sống, A Nhã hỏi ta có thích chàng hay không. Chàng nói chàng không cảm nhận được ta thích chàng. Thực ra, Tạ Cửu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cổ họng nàng khẽ động, nghẹn ngào một lát mới khàn khàn nói. Ta chỉ là sợ, sợ mình quá thích chàng. Nữ nhân cả đời vốn khó khăn, con đường của thứ nữ lại càng khó đi. Cả đời này của ta quá nhiều tính toán, nói chuyện thích hay không thích, con đường sẽ quá khó khăn. Cô xem. Nàng ta đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh quan tài Vệ Nhã, đặt tay trên quan tài của Vệ Nhã, cúi đầu nhìn quan tài, giống như đang nhìn người nọ ngủ ở nơi đó. Nàng ấy mỉm cười nhìn, nước mắt chợt rơi xuống. Nếu ta không thích chàng, thì thật tốt. Chương 22. Sở Du yên lặng nhìn nàng ấy. Lúc đầu khi thấy Tạ Cửu, nàng đối với Tạ Cửu không thể nói là thích. Nhưng bây giờ nhìn Tạ Cửu, trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc. Kiếp trước Tạ Cửu vội vàng rời đi, có lẽ biết là càng đi chậm, càng phải đối mặt với hiện thực máu tươi đầm đìa, càng dễ đau lòng. Một người nếu không tiếp xúc nhiều, sẽ không thể đánh giá thiện ác. Sở Du nhìn Tạ Cửu yên lặng ngắm Vệ Nhã, một lát sau nàng ấy chậm rãi quay đầu. Cô có biết Thái tử và Lục hoàng tử hiện giờ đang tranh chấp ngôi vị hoàng đế? Mẹ đẻ Thái tử xuất thân Diêu gia, mà Lục hoàng tử xuất thân đại tộc Vương thị, là quý nữ danh môn chân chính sinh ra. Sở Du không rõ vì sao Tạ Cửu đột nhiên nói vậy, nhưng cũng biết theo tính tình Tạ Cửu, tuyệt đối nàng ấy sẽ không vô duyên vô cớ nói những điều này. Vì thế nàng lặng im không lên tiếng, kiên nhẫn nghe. Tạ Cửu phất tay trên quan tài, bình tĩnh lên tiếng. Bệ hạ ủng hộ Diêu gia thành quý tộc mới, lập nữ nhi Diêu gia làm hoàng hậu, con trai bà làm thái tử, mục đích là muốn cân bằng. Lục hoàng tử đại diện cho thị tộc, Diêu gia là một cây đao của hoàng đế. Thế nhưng đem một địa vị tôn kính của quốc gia giao cho một cây đao, thích hợp không? Vấn đề này, Sở Du suy tư, hẳn là suy nghĩ của văn võ cả triều. Thái tử kia tự nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Tạ Cửu rũ mắt. 2 năm trước, Vương thị và Diêu thị tranh đất Hà Tây, bệ hạ để phụ thân quân sư lựa chọn. Thái tử từng suốt đêm tới Vệ phủ. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ dường như đã xảy ra tranh chấp rất lớn. Thái tử rời đi trong đêm. Sau đó, đất Hà Tây thuộc về Vương thị. Sở Du dường như hiểu rõ điều gì, Tạ Cửu gật đầu, ánh mắt mang theo sắc lạnh. Lần này Thái tử là giám quân, Diêu Dũng cũng ở trên chiến trường. Nếu việc này Thái tử gây khó dễ ở giữa, cô có thể nghĩ ra đối sách không? Sở Du không lên tiếng. Đời trước, người cuối cùng đăng cơ không phải Thái tử, cũng không phải Lục hoàng tử, mà là thập tam hoàng tử hiện tại 12 tuổi. Năm đó sau khi Lục hoàng tử đăng cơ, Vệ Uẩn trực tiếp dẫn người đánh vào hoàng thành, trong ứng ngoại hợp với Cố Sở Sinh, chém Lục hoàng tử dưới kiếm, sau đó giúp đỡ con út của vị hoàng hậu này đăng cơ. Từ đây, Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn một văn một võ, đấu trí đấu dũng tới khi nàng chết. Nàng không biết sau khi chết như thế nào, nhưng nàng biết trước khi nàng qua đời, Thái tử đã sớm bị đâm chết, mà sở dĩ Thái tử chết không thoát khỏi liên quan tới một người, trưởng công chúa Lý Xuân Hoa. Hôm nay nàng đã đi bái kiến người này, bà ấy là trưởng tỷ của đương kim thánh thượng, lớn lên cùng thánh thượng, tình nghĩa đặc biệt. Bà nắm rõ thánh tâm, đương thời không ai theo kịp. Bà ấy thủ tiết từ khi còn trẻ, dưới gối chỉ có một con gái. Sau khi thủ tiết, bà dứt khoát nuôi rất nhiều trai lơ, sống lay lắt phóng đãng qua ngày.
Kiếp trước, Lý Xuân Hoa đem con gái duy nhất của mình, Lý Nguyệt, đính hôn cho Thái tử, yêu cầu Thái tử đối với con gái bà toàn tâm toàn ý. Thái tử đồng ý, nhưng vẫn vụng trộm bên ngoài. Khi Lý Nguyệt mang thai đã phát hiện ra, kích động sinh non. Cuối cùng, khó sinh mà chết. Lý Xuân Hoa phẫn nộ, quay về phe Lục Hoàng tử. Từ đây một lòng một dạ đối nghịch với Thái tử. Hiện giờ Thái tử vừa đính hôn với Lý Nguyệt, Lý Xuân Hoa còn chưa biết những chuyện hoang đường đó của Thái tử. Nếu bà ấy biết thì sao? Sở Dư cân nhắc, dựa theo tính tình Lý Xuân Hoa kia yêu con gái như mạng, biết Thái tử ở bên ngoài làm những chuyện đó, con hòa hợp được sao? Là người sẽ phải nổi giận, nhưng dù sao cũng phải tìm cái cớ để nổi giận. Lúc này nếu chuyện của vệ gia rơi vào tay Lý Xuân Hoa, vậy tất cả mọi chuyện có thể êm đẹp. Sở Dù nghĩ thông thì thở phào một cái, nói với Tạ Cửu. Ta hiểu rồi, cảm ơn cô. Tạ Cửu nhìn sắc mặt Sở Dù, liền biết nàng đã tìm được biện pháp, gật đầu không lên tiếng. Ánh mắt dừng trên quan tài Vệ Nhã. Một lát sau, nàng ấy khàn khàn nói. Ta đi rồi, sẽ không trở lại. Lúc chàng còn sống, ta đã tận lực đối với chàng. Giờ chàng đã chết, ta không còn gì tiếc nuối. Kiếp sau, nàng siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng run rẩy. Chúng ta lại làm vợ chồng. Nói xong, nàng ấy đột nhiên xoay người đi ra bên ngoài. Nàng sinh ra đã lạnh nhạt ích kỷ. Tạ Cửu tự nói với mình, làm những thứ này vì Vệ Nhã đã là những gì nhiều nhất nàng có thể cho. Nhìn bóng dáng Tạ Cửu rời đi, Sở Du không nhịn được gọi nàng ấy. Tạ Cửu. Tạ Cửu dừng bước chân, xoay người lại. Ánh trăng chiếu vào một thân áo trắng của nàng ấy. Đôi tay Sở Du khép lại trong áo, nhẹ nhàng cười. Cô nương, người thật là xinh đẹp. Tạ Cửu hơi sửng sốt. Một lát sau, nàng ta rưng rưng bật cười. Đúng. Nàng ấy thanh thúy lên tiếng. Phu quân ta cũng từng nói như thế. Đi bình an. Sở Dư gật đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Tạ Cửu cười khẽ. Yên tâm, cả đời ta nhất định sẽ sống tốt hơn cô. Điều này chưa chắc. Sở Dư mỉm cười, dựa vào cây cột trên hành lang dài. Nét mặt phong lưu phóng đãng, giống như câu ấm nhà nào đó, trong mắt đều là dịu dàng. Cô tin không, cả đời này cô và ta đều sống thật tốt. Tạ Cửu không lên tiếng, nàng ấy yên lặng nhìn Sở Du. Sự an ủi của nữ tử này dịu dàng không tiếng động nhưng lại rất hiệu quả. Tạ Cửu vốn cũng là người nhạy cảm, nàng nhạy cảm với thói xấu của người khác, lại càng nhạy cảm với ý tốt của người khác. Vì thế nàng ấy gật đầu nói, cảm ơn. Sở Du trông đến nửa đêm, sang ngày hôm sau nàng mở mắt ra đã nhanh chóng gọi người tới. Sở Dù còn nhớ rõ tình nhân của Thái tử năm đó làm Lý Nguyệt khó sinh, không thể không nhớ. Chuyện này Cố Sở Sinh bảo nàng điều tra. Huống chi, tình nhân kia quá mức kinh hãi thế tục. Vị tình nhân đó là đường tỷ cùng họ của Thái tử, con gái Thanh Hà Vương, ước chừng lớn hơn Thái tử 12 tuổi, Vân Lan quận chúa sớm ở quá từ lâu. Thái tử từ năm 16 tuổi đã gian díu với Vân Lan quận chúa, thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này kéo dài hơn 10 năm. Không thể nói không sâu nặng. Sở Du tính toán thời gian, hiện giờ Thái tử quản lại với Vân Lan được 7 năm. Sở Du suy ngẫm một lát, sai người gọi quản gia tới. Có phải Vệ gia có một tiểu viện nhỏ bên cạnh phủ Vân Lan quận chúa? Nàng mở miệng dò hỏi, quản gia ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, vội nói. Đúng vậy, thế nhưng ở vùng ngoại thành rất xa xôi. Sở Du gật đầu, không có dáng vẻ kỳ quái nào, căn dặn nói. Đi lấy chút hương hoàn trong kho, đốt một đống lửa cạnh bức tường ở tiểu viện gần phủ quận chúa nhất, sau đó ném hương hoàn vào trong lửa, đốt cả ngày lẫn đêm. Quản gia tuy rằng không rõ Sở Du muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu trịnh trọng nói. Tiểu nhân đã rõ. Lại tìm một tên ăn mày, truyền tin đến phủ thái tử, đừng nói cho tên ăn mày đó biết ông là ai, bảo hắn đưa một lá thư. Nói rồi, Sở Du đi tìm giấy bút, sau đó dựa theo bút tích Vân Lan quận chúa viết thư tình. Một dãy núi, hai dãy núi, núi cao sông dài người không ở, tương tư đến mức lá phong tàn. Năm đó gả cho Cố Sở Sinh, Sở Du học được rất nhiều thứ, trong đó có một thứ là bắt chước chữ viết người khác. Nàng cho người giao thư cho tên ăn mày để đưa đến phủ thái tử,
Người của phủ thái tử vừa nghe là một nữ tử xinh đẹp gửi tới thì lập tức trừng lên. Mà Sở Du sống hương hoàn rồi cầm theo rất nhiều vàng bạc quay lại phủ trưởng công chúa lần nữa. Nhìn lượng vàng bạc kia, Lý Xuân Hoa rốt cuộc cũng gặp Sở Du. Sở Du mặc quần áo trắng, nhẹ nhàng cúi đầu hướng Lý Xuân Hoa. Mùi hương hoàn kia nồng đậm, Lý Xuân Hoa lập tức chú ý tới mùi này, cười nói: "Mùi hương trên người vệ thiếu phu nhân là gì vậy? Thật đặc biệt." "Là thập nhật hương." Sở Du đứng dậy, bưng lễ vật lên, hai tay nâng lễ vật đi đến trước mặt Lý Xuân Hoa, cười nói: "Mùi hương nồng đậm này bám vào 10 ngày không tiêu tan, do vệ phủ đặc chế, ngày thường không hay dùng, chỉ là hiện giờ ta muốn tu sửa biệt viện ở ngoài ô làm từ đường, nên cho người đốt hương ở trước biệt viện, cứ vậy mà tùy tiện mang theo mùi tới đây, khiến cho trưởng công chúa chê cười." Lý Xuân Hoa thấy bạc nể tình cũng không nói thêm điều gì, chỉ là nói: "Biệt viện ngoại ô chính là tòa nhà cách vách phủ Vân Lan quận chúa, có một năm xuân yến được tổ chức ở đó." Nói rồi, bà ấy dường như cũng không muốn dây dưa quá nhiều với vệ gia, tiếp tục nói: "Vân Lan từ trước đến nay không quá thích mùi hương, cô đốt như vậy sợ là Vân Lan cực kỳ buồn bực." "Thật ra cũng không phải." Sở Du cong mắt cười: "Nữ tử đều thích những thứ tốt đẹp, mùi hương của hương hoàn này có lẽ quận chúa còn rất thích đấy. Nàng ấy còn hỏi xin ta mấy viên hương hoàn, phỏng chừng muốn dùng sau này." Sở Du đỡ Lý Xuân Hoa tựa như đang nói một chuyện dầu dìa: "Nói không chừng Vân Lan quận chúa đang tìm trượng phu đấy, rốt cuộc không phải ai cũng có thể thủ tiết cả đời." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập gia mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.